đón siêu phẩm nền nhà nhá. Mình làm nền nhà của một cái nhà bên bên anh em đang nhìn thấy đấy. Đấy, một nền nhà bên này là mình cũng nhận khoán và nhà cho anh này ạ. Cũng là cái nền. Anh ấy sẽ cuốc hết cái khu đất ở trong cái chỗ lùm cây kia anh em nhá. Dạ, cuốc lấp và san bằng hết bằng cái chỗ cây mít này anh em nhá. Anh em để ý cây mít này nhá. Sau này cái cây mít này mình sẽ làm mốc để quay video giới thiệu cho anh em đây ạ. Bây giờ đang tháo ao. Cái nền bên kia và nền nhà bên này là hai nhà cùng kết hợp làm, nhưng mà mỗi nhà trả tiền riêng anh em nhé. Thì siêu phẩm đây, vì sao mình gọi là siêu phẩm nền nhà, vì là ở trong này ấy, làm đợt này làm hai cái nền nhà này thì sẽ là ấy, sẽ là cái nền nhà này sẽ là nhiều tiền nhất ở trong cái bản này nha anh em nhé. Nó rơi vào gần 100 triệu anh em nhá. Gần 100 triệu và hai nhà. Đây, nền của nhà anh này là nhiều tiền nhất này anh em ạ. Mấy chục triệu nhá. Bây giờ con số của mình sẽ tiết lộ vào những phần tiếp theo của video. Thì con số nhận khoán mình sẽ tiết lộ vào những phần tiếp theo của video của mình thực hiện nhá. Anh em cùng xem. Đây, bây giờ mình có hai người cùng làm thì mình sẽ có thời gian quay. Đây là chỗ này mình đang làm cái chỗ quay đầu anh em ạ. Chỗ này mình đang làm bởi vì cái chỗ đất này mình sẽ phải lấy đất ở trên cái núi kia, trên cái khu kia. Đấy. Thì là về sẽ qua cái chỗ này anh em nhé, qua cái chỗ góc này được. Cái chỗ nền hôm nay cái đường mình vừa làm đây. Đấy. Thì cái chỗ này mình nó có đá nên là làm bằng cái nền nhà này trước. Thì hai nhà thì sau này họ chia ranh giới đất của nhau sau. Còn bây giờ mình làm chỗ để quay đầu thì sau này xe nó sẽ lao vào đây và đổ đất. Có nghĩa là đất mình sẽ lấy ở phần ở bên kia sang thì sẽ không đủ đất anh em nhé. Nó sẽ rất là nhiều đất đấy, mấy trăm xe, nghìn xe. Có khả năng chỗ này nó phải rơi vào 1.000 xe anh em nhé. 1.000 xe đất. Ở đây là mình không tính khối lượng, mình chỉ tính xe đất thôi nhé. Tính theo xe, mỗi xe là bao nhiêu tiền đấy. Mình không tính khối. Đây ạ, bây giờ làm chỗ quay đầu thì mình sẽ làm xong chỗ quay đầu thì tháo hết cái nước ao này, mình sẽ sang bên kia quăng trước nhá. Là phần 1 của video thì hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những phần tiếp theo của video của mình. Thì là mình trong quá trình thực hiện thì sẽ rất là lâu nên là mình sẽ chia ra video theo nhiều phần. Anh em ủng hộ mình bằng cách là bấm đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video tiếp theo của mình nhá anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video clip của mình ạ.
Hôm nay là buổi chiều đầu tiên mình có về làm cái nền nhà này. Thì như mình đã nói từ sáng nay rồi đấy, là cái nền nhà này với lại hai nhà này, nhà bên kia, nhà mà anh em đang nhìn thấy kìa, với lại nhà bên chỗ gốc mít này này, để chỗ lùm cây này, là hai nhà đều là làm chung nhau nhá anh em nhá. Thì hôm nay buổi chiều ngày hôm nay mình có lên để làm, thì mình đã tháo nước ao xong rồi. Hôm cái video trước ấy, thì mình có quay là mình tháo ao rồi đấy, anh em có thể thấy rồi đấy. Thì là mình hôm nay mình có bò máy lên tận đây, đây là để giật, có nghĩa là trên này là trường học rồi, trường học, điểm trường của thôn. Thì là mình đây, chủ nhà có cắm cho mình cái cọc, anh em có nhìn rõ cái cọc này không ạ? Em nhớ cái góc này mà. Đây, nhìn thấy cái góc này. Nói chung là cách chân ta luy khoảng độ 2 mét anh em nhé. Đây, ra rồi ra đến cái cây góc kia, góc này đấy. Rồi ra đến góc bể kia anh em nhé. Thì là tất cả số đất này thì là mình sẽ quăng lấp hết cái ao này anh em nhé. Thì cái mặt bằng ấy thì anh chủ nhà đang đứng đây, anh chủ nhà yêu cầu là lấp bằng cái chỗ đấy, chỗ trên anh ấy đang đứng kia anh em nhá. Là cách làm của mình là bây giờ này, mình cuốc từ ghế chân này mình hất ra cũng được, mà là mình cuốc từ trên này ra cũng được. Nói chung là bây giờ mình lên đây mình sẽ giật cấp trước, mình sẽ ném cái chỗ trên này ném ra trước anh em nhé. Vì là mình đứng dưới thì mình sẽ không thể với được hết đất nữa, thế là mình phải lên trên mình cắt cơ, gần như là mình gọi là cắt cơ xuống ấy, là sẽ lấp hết khu vực này nhá. Khu vực này nó lấp từ chân đất của nó sẽ đến cây cọ này và thẳng ra cây hồng này. Đây, cây hồng mà anh em có thể nhìn thấy lúc mình đang zoom lại đây ạ. Anh em nhìn ở giữa màn hình đấy nhá anh em nhá, nó đang ở giữa màn hình đấy nhá. Đấy, nó sẽ thẳng. Nói chung bây giờ anh em cứ theo dõi những cái phần tiếp theo của video thì anh em sẽ biết được, vì trong lúc làm mình cũng không thể quay hết được anh em nhé. Đây máy mình này, bây giờ mình sẽ giật cấp máy mình đang lên cắt cơ ở trên kia xuống trước anh em ạ. Nói chung nó cũng chẳng cao đâu, nhưng mà mình lên cắt để lấy mốc ấy ạ anh em, mình lên cắt để lấy mốc trước, có nghĩa là sau ngày mai máy mình sẽ đứng ở dưới này. Ngày mai máy mình sẽ đứng ở dưới này và quăng ra lớp cái ao này. Thì cái ao này là nhìn trong điện thoại nó rất là ấy luôn. Nhìn trong điện thoại thì cái ao này thì là bé đúng không ạ? Nhưng mà ở ngoài to lắm anh em nhé. Thì mình có nói lúc ban đầu ấy, phần 1 video mình đã nói đây là mình nhận làm hai cái nền cùng một lúc luôn. Nền bên này của nhà này nhé, nền bên này của nhà này. Thì nhà này lấp sân để cho rộng nền anh em nhé, lấp bằng chỗ chân dưới cây mít kia, lấp hết cái khu vực ao này luôn. Còn bên này thì là làm bằng cái nền nhà chỗ để mấy tấm tôn pro kìa anh em ạ. Đấy, nền nhà nó sẽ lấp bằng cái nền nhà đấy. Thì là đấy, cách làm của mình thì hôm nay đây, cái chỗ này là mình làm để chỗ quay đầu xe ô tô, ngày mai là sẽ lấy đất ở trên kia về, thì là xe ô tô sẽ lao xuống theo đường này vào đây luôn để quay đầu lấp. Thì hôm nay mình có mang máy đi qua kia luôn, đi qua và lên quăng kia xuống trước, và mai cứ cuốc quăng hết cái tầm dưới được thì là mình lại trèo lên trên, là mình lại múc đất trên kia, bởi vì trên kia nó cũng khá là rộng nha anh em nhé, đất đấy. Đây anh em có thể thấy đấy ạ, đây là công việc của ngày thứ hai anh em nhá. Còn mình làm căng quá nên là ông chủ máy có gọi một người về nữa là hai lái nhá anh em nhá. Thì về cơ bản hôm qua mình đứng đây mình quay thì anh em nhìn thấy không, hôm qua là cái chỗ lùm cây mà mình nói ở cái video đầu tiên ấy, thì là anh em bây giờ nhìn thấy không ạ? Đây mình đang cuốc giật cấp ở trên kia xuống, lắp hết cái ao này anh em nhá. Nhà bên kia thì phải chở đất 100% nên là chưa làm anh em nhá. Khi nào mình cuốc xong hết cái khu vực này
lấy hết đất ở khu vực này ra và san làm mặt bằng bằng cái chỗ mình đang quay đây, thì là cái nền sân này sẽ thấp hơn cái nền nhà trên anh em nhé. Thì mặt bằng của mình sẽ lấy bằng cái chỗ mình đang quay đấy, anh em có thể nhìn thấy đấy ạ. Bây giờ là mình sẽ dập nốt đất ở trong kia ra, và ra được bao nhiêu thì lúc đấy mình mới tính đi lấy đất chở xe anh em ạ. Thì cái cách làm quăng đất thì nói chung là anh em là mình cũng đều biết rồi, cứ quăng cái chỗ nhiều đất mà ra cái chỗ thiếu đất thôi, và quăng đất theo cọc theo mốc, cứ thế mà theo hợp đồng như nào với nhà dân thì mình cứ thế mà làm thôi anh em ạ. Nói chung là công việc là những ngày nào cũng như ngày nào thôi, không có gì để quay cả, nên là để trong lúc làm thì mình cũng không thể diễn đạt được cách làm nó như thế nào, vì thực tế thì những cái địa hình mình làm thì anh em cũng không thể tưởng tượng ra được là như thế nào cả, nên là lúc mình làm mình có thể là mình có nói thì anh em, về những anh em mới vào nghề thì cũng không thể thể thực tế, nếu mà anh em mình gặp mình ấy, thì mình sẽ chỉ bảo thì có khả năng thì sẽ biết đấy. Anh còn anh em lâu năm thì không cần phải nói rồi, chỉ cần nhìn kể cả nhìn qua điện thoại thì cũng biết là chỗ này làm như thế nào. Anh em cùng xem những phần tiếp theo nhé anh em nhé.